Rồi, xin chào cả nhà nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu với cả nhà cái dòng sản phẩm đó là đầu khoan và đầu taro nhiều mũi cùng lúc. Thì đặc điểm của cái loại đầu taro và đầu khoan nhiều mũi này nè, thì chúng ta có thể kết hợp với những chiếc máy khoan hoặc là máy taro hoặc là máy vắt mép để chúng ta khoan lỗ, chúng ta taro lỗ hoặc là chúng ta vắt mép lỗ. Thì cái đặc điểm của nó là chúng ta có số lỗ tùy theo nhu cầu của mình. Thì ở đây ví dụ như đầu này là đầu 6 lỗ. Thì những cái lỗ vị trí này chúng ta có thể điều chỉnh được. Thì ngoài cái đầu 6 lỗ nó còn có đầu 8, 10, 12, 20 hay là 1, 2, 3, 4 đầu. Thì tùy theo cái nhu cầu mà chúng ta sẽ có cái giải pháp cái đầu. Rồi, thì bây giờ quay lại cái vấn đề là chúng ta gặp khó khăn. Thứ nhất là chúng ta nếu mà đối với những khách hàng mà chúng ta có cái máy sẵn rồi, chúng ta muốn chọn mua cái đầu này, thì cũng là một số cái động tác, đó là chúng ta phải, đầu tiên là chúng ta phải cung cấp cho cơ khí 24 giờ cái chi tiết mà mình cần làm, để xem thử là cái đầu cũng như cái máy của mình có đáp ứng cái công suất hay không. Đó, rồi thứ hai nữa là chọn cái đầu phù hợp. Và thứ ba nữa là sẽ đo các cái thông số của cái phần đuôi ở trên của máy của mình, cũng như cái phần đuôi của cái đầu này, để chúng ta lắp vào cho nó vừa với cái máy của mình. Đó. Thì ví dụ như ở đây bản thân chiếc máy này là có một đầu duy nhất thôi. Chiếc máy này thì đang máy là máy khoan tự động bình thường, bản thân của nó có một đầu thôi. Thì nếu mà chúng ta muốn làm nhiều đầu thì bây giờ phải kết hợp với lại cái đầu như thế này. Thì đầu này nó có nhiều dạng như thế này. Đây. Ví dụ như đây là cái đầu 2 mũi. 2 mũi cùng lốt nhé. Hoặc là như đầu này là 6 mũi cùng lốt. Đó. Thì cái số mũi này thì chúng ta sẽ thay đổi tùy theo cái nhu cầu của khách hàng. Rồi. Thì một trong những cái mà chúng ta cần lưu ý nữa đó là cái khoảng cách giữa hai cái lỗ. Thì khi mà cái khoảng cách giữa hai lỗ này chúng ta nên cung cấp cho cơ khí 24 giờ ngay từ đầu. Tại vì á, hai cái lỗ này nè, nó sẽ có cái trục chính, nó có kích thước là khác nhau. Ví dụ như chúng ta làm cái mũi M5 với cái mũi 20 thì cái collet cũng như cái trục chính là nó sẽ khác nhau về cái kích thước. Thì khi mà nó khác nhau như vậy, chúng ta lưu ý nếu mà trường hợp chúng ta làm nhiều mũi cùng lúc, tuy nhiên trong đó nó có hai cái mũi là sát nhau, nó có hai cái mũi sát nhau, thì rõ ràng là gì, nếu mà chúng ta không cung cấp cái thông số, cái yêu cầu của mình rõ ràng, thì khi mà cái khoảng cách tối thiểu của mình sẽ không đáp ứng. Ví dụ như mình là khoan cái lỗ M5, cái lỗ là 5 ly, cái khoảng cách mình yêu cầu là chỉ có 12 ly giữa hai lỗ thôi. Thì nếu mà mình không cung cấp mà mình chọn cái loại lớn, nó còn phụ thuộc vào cái trục chính cũng như cái collet kẹp này này. Nếu mà nó lớn thì không thể nào mà nó có cái đảm bảo được cái khoảng cách tối thiểu giữa hai lỗ được. Hoặc là khi mà chúng ta cung cấp không chính xác thì cái khoảng cách tối đa cũng vậy. Ví dụ như cái đầu này cái khoảng cách tối đa của nó là được 125. Nhưng mà nếu mà chúng ta cung cấp không chính xác thì dù chúng ta cái lỗ của mình nó tới 130 là chúng ta cũng không thể nào mà làm cùng hai lỗ cùng lốt được. Tương tự như vậy cái đầu này cũng vậy. Chúng ta cũng sẽ cung cấp để chọn cái khoảng cách giữa các cái vị trí giữa các cái lỗ này nè, để nhằm là đúng với lại cái yêu cầu của mình. Thì các cái đầu này nó có rất là nhiều hình dạng, ví dụ như đây là hình tròn, đây là hình hai mũi. Ví dụ như đây đa số là hình tròn nè. Thì hình tròn thì nó có thể cover những cái phôi hình vuông hoặc hình tròn cho mình. Với cái vị trí giữa các lỗ mình thay đổi nó dễ dàng hơn. Đây chúng ta thay đổi dễ dàng hơn. Tuy nhiên nó có cái sự khác biệt, chúng ta xem đây. Ví dụ như đây là cái phần collet của nó nhỏ, thì chúng ta sẽ hai cái khoảng cách tối thiểu giữa hai lỗ nó sẽ cực kỳ nhỏ. Còn nếu như mà ở đây có hai cái lỗ mà cái trục chính này lớn, R lớn, thì chúng ta khi mà khoảng cách giữa hai lỗ nó sẽ lớn hơn. Thì chúng ta lưu ý như cái này. Thì khi mà chúng ta có nhu cầu thì chúng ta tốt nhất là cứ cung cấp thông số cho cơ khí 24 giờ để chúng tôi chọn cái loại đầu phù hợp cũng như là cái phần đuôi. Ở đây cái phần đuôi này nè, cái phần đuôi của cái trục này nè, thì tùy theo khách hàng, mỗi một khách hàng cái máy của mình đang có sẵn thì nó sẽ có cái trục chính này, cái đường kính nó khác nhau. Do vậy cho nên khi mà cần lắp thì chúng phải cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi làm cái trục chính này, cái cổ này để gì chúng ta gắn vào cho nó vừa với máy của mình. Còn nếu mà chúng ta mua luôn máy ở cơ khí 24 giờ với đầu nguyên cái bộ cam lê thì chúng tôi sẽ làm rất đơn giản. Ví dụ như những chiếc máy này, ví dụ như chiếc máy này thì chúng tôi làm sẵn rồi. Ví dụ như máy là máy bản thân của nó là taro tự động một mũi, nhưng mà kết hợp với lại hai mũi thì nó sẽ ra hai mũi như thế này. Ví dụ như máy taro M6 kết hợp với cái đầu này thì ra được hai mũi M8, chúng ta làm một lần hai mũi. Hoặc là cái máy này cũng vừa khoan và vừa taro được luôn, nhưng mà khi kết hợp với đầu hai đầu thì chúng ta cũng thể làm được hai đầu cùng lúc. Ngoài ra hai đầu thì chúng ta không thích thì chúng ta có thể làm 4 đầu, 6 đầu tùy theo cái nhu cầu của mình nhé. Rồi, ví dụ như chiếc máy này. Đây là chiếc máy taro tự động. Thì chiếc máy taro tự động này là chiếc máy SB6532, bản thân của nó taro được M32 tối đa cho một mũi. Tuy nhiên khi mà kết hợp với lại cái đầu 6 mũi cùng lúc như thế này,
thì chúng ta sẽ có được làm một lần được 6 mũi theo công suất của máy. Chúng ta có thể chia 6 ra, nếu mà máy mà 32 mà chúng ta làm 6 mũi thì chúng ta chia 6 ra xem thử là tối đa nó được bao nhiêu lỗ một lúc mà chúng ta có thể gắn lên trên cái máy này. Đó. Thì khi mà gắn cái đầu này thì như cái đầu này là hình chữ nhật nè, chúng ta gắn vào rất là dễ dàng, nhưng mà cái công suất hiệu quả công việc nó cũng sẽ tăng lên gấp 6 lần. Rồi. Còn ngoài ra thì ở đây cơ khí 24 giờ cũng cung cấp cho chúng ta những cái gọi là cái spare part. Ví dụ như đây là những cái tay của cái đầu nhiều mũi này cũng có bán rời luôn. Thì ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng lâu dài mà nó có vấn đề hư của những cái tay này thì chúng ta có thể mua thêm. Chúng ta có thể mua thêm những cái khớp cạc đăng giống như thế này. Hoặc là chúng ta mua nguyên cái tay nó như này gì chúng ta gắn vào rất là tiện lợi nhé. Rồi, còn để kẹp mũi thì chúng ta sử dụng cái collet. Thì nó có rất nhiều loại collet, những cái size cũng như phụ thuộc vào cái trục này. Thì tùy theo cái nhu cầu của mình mà chúng ta sẽ có cái loại phù hợp nhé. Rồi, chúng ta mà cần cái giải pháp về nhiều mũi nhiều đầu cùng lúc thì chúng ta cứ liên hệ với lại cơ khí 24 giờ. Chúng tôi là nhà cung cấp đầu nhiều mũi cũng như là máy khoan nhiều mũi, máy taro nhiều mũi số 1 ở Việt Nam hiện nay. Do vậy cho nên chúng ta có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ nhé. Chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết cho mình về giá cũng như là cái cách thức mà chúng ta làm việc để chúng ta có những chiếc máy làm nâng cao cái hiệu quả công việc của mình. Rồi, xin cảm ơn cả nhà.